Tiếp theo các bạn sẽ căn cứ vào phiếu xuất kho ngày mùng 10 tháng 1 với nội dung xuất kho nguyên vật liệu để chế biến thực phẩm. Sau khi chúng ta đã thực hiện lập phiếu xuất chuyển kho từ kho thành phẩm sang kho nguyên vật liệu để có nguyên vật liệu đưa vào quá trình sản xuất, sẽ phản ánh làm giảm kho nguyên vật liệu và làm tăng chi phí sản xuất. Chúng ta sẽ phản ánh vào bút toán nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200 để phản ánh làm tăng chi phí, có cho tài khoản 152 làm giảm kho nguyên vật liệu. Lưu ý với thông tư 133, tài khoản 154 các bạn phải nhớ chọn khoản mục chi phí đi kèm là nguyên vật liệu trực tiếp và chọn đối tượng tập hợp chi phí cho phân xưởng thịt các loại. Các bạn sẽ vào phân hệ kho và chọn lập phiếu xuất kho cho mảng sản xuất. Điền thông tin của nhân viên Trần Xuân Ánh với lý do xuất kho chế biến thịt, sửa lại ngày hạch toán ngày mùng 10 tháng 1 năm tài chính. Và xuống phần mã hàng, lần lượt chọn từng mã thành phẩm sau khi đã được đưa vào kho nguyên vật liệu để tiếp tục chế biến thành các loại thực phẩm tươi, bao gồm thành phẩm Bò Draw Master với số lượng 187. Thứ hai, thành phẩm Bò La Xin với số lượng 266 kg. Thứ ba, gà Đông Tảo. Thứ tư là thành phẩm gà mía với số lượng 333 kg. Thành phẩm gà di với số lượng 113 kg. Và cuối cùng là thành phẩm lợn cỏ với số lượng 153. Và các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ các mã thành phẩm được xuất từ kho 152. Do đó ở phần kho này các bạn phải nhớ chuyển lại về kho 152 để phản ánh làm giảm kho nguyên vật liệu. Do khi thực hiện khai báo mã thì chúng ta đã khai báo vào tài khoản kho 155 và bước xuất chuyển kho chúng ta chỉ chuyển từ kho thành phẩm sang kho nguyên vật liệu. Do đó toàn bộ các bút toán vẫn sẽ theo bút toán mà chúng ta đã thực hiện khai báo và sửa lại tài khoản chi phí là 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200. Kiểm tra lại tổng số lượng 1098. Ở phần đơn giá và thành tiền, sau khi thực hiện tính giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Và với tài khoản 154 theo thông tư 133, các bạn phải nhớ chọn khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp và được xuất ra để sản xuất cho phân xưởng thịt các loại. Các bạn phải nhớ chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng. Còn theo thông tư 200 sẽ được phản ánh vào bên nợ của tài khoản 621 có cho tài khoản 152 và không cần phải chọn khoản mục chi phí. Kiểm tra lại toàn bộ các nội dung và chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ phản ánh xuất kho để chế biến thịt trên phần mềm kế toán MISA.